Lên đây con. Dễ thương không? Rồi, con tên gì? Con tên là Nguyễn Ngọc Trâm Anh. Trâm Anh mấy tuổi? Con 6 tuổi. Còn con tên gì? Con tên Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh. Trâm Anh rồi Quỳnh Anh. Quỳnh Anh mấy tuổi? Con cũng 6 tuổi. Hai đứa cùng 6 tuổi, đứa nào là chị, đứa nào là em? Con là em. Con là chị. Rồi, chúng ta cho một tràng tay hoan hô hai đứa sinh đôi. 6 tuổi, Trâm Anh và Quỳnh Anh. Con chia sẻ cho mọi người coi hai bé được, chúng con được ơn gì của Chúa, con là gì? Dạ, con cảm ơn cha. Con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Em con, mẹ của hai cháu này là nó khờ, nó bị người ta dụ. Thế khi mẹ nó có bầu thì con đem đi săn trên Cửu Vũ. Thì bác sĩ nói là bây giờ nó săn thiếu tháng mà hai đứa gái rất là yếu thì 90% là chết chứ không thể nào sống. Thế con đã điện cho cô con đem nước và giỏ sắt để qua con rửa và đem cháu con về chôn. Thế đến khi cô con đem giỏ đem nước qua thì 12 giờ trưa bác sĩ kêu con vô nhìn cháu. Thì hai đứa khỏe mạnh. Thế khi về bà ngoại khó khăn, ai cho sữa gì thì uống sữa đó, uống cả sữa hết hạn. Mà bây giờ nhờ lòng thương xót Chúa hai cháu khỏe mạnh mà rất là thông minh. Dạ, cảm ơn cha với cộng đoàn và hai cháu lại múa hát rất hay. Dạ. Rồi trong lúc mà gặp khó khăn như vậy thì con đã chạy đến với lòng thương xót Chúa như thế nào để Chúa nuôi dưỡng hai đứa bé này? Một người mẹ mà không có được bình thường, bị người ta lừa để nỗi mà mang thai. Rồi khi mang thai thì là vì suy dinh dưỡng cho nên cái bào thai rất là yếu mà người ta bỏ đi. Nếu mà có sinh ra thì hai đứa bé cũng èo uột vô cùng. Vậy mà nhờ lòng thương xót Chúa, hai đứa bé này được sinh ra, được lớn lên và sống nhờ những dòng sữa, có khi là sữa quá đắt, có khi là sữa hết hạn. Ấy vậy mà hai bé rất xinh, rất đẹp, rất dễ thương như hai thiên thần đang đứng trước mặt chúng ta. Một trong các tay thật lớn thưa anh chị em. Con biết được giáo điểm tin mừng nhà lòng thương xót Chúa như thế nào để con đến cầu nguyện cho hai bé được như ngày hôm nay. Dạ, lúc trước thì mẹ con thường nghe máy và mẹ con cũng có lên cha xin khấn mấy lần. Sau khi con đưa em con đi săn thì bác sĩ nói như vậy. Dạ, con cũng không biết làm sao. Con bảo Chúa ơi, giờ em con nó khùng mà bác sĩ nói phải mổ, nó không biết giữ gìn cái vết mổ thì lại khổ cho gia đình con nữa, thôi con phó thác Chúa muốn làm sao Chúa làm, con không biết. Con bảo Chúa muốn làm sao Chúa làm. Thế là cuối cùng bác sĩ nói là săn thường, không phải mổ. Dạ, không phải mổ, phải xẻ gì hết, săn đôi. Rồi, tụi con hát bài gì? Con dân Chúa. Rồi, hai đứa hát song ca hay là hai mỗi đứa hát riêng? Hát chung được không? Hát chung được. Cầm cho cái micro phải mà phú âm. Micro phú âm. Hai đứa mở cái micro phú âm. Mở micro phúc âm. Hello. Rồi thưa anh chị em, đây là hai bé sinh đôi. Hôm nay hai bé sẽ trình bày cầu nguyện với chúng ta bài hát Con Dân Chúa. Một tràng pháo tay cho Trâm Anh và Quỳnh Anh. Chiếu bao ngày.
anh chị em, hai bé nó khóc, nó thấy thương quá. Nó mất con có đi tu không? Đi tu là ma sơ ấy, đi có đi tu không? Con có đi tu không? Có. Con có đi tu không? Nó chưa hiểu đi tu là gì hết. Quỳnh Anh với Trâm Anh 6 tuổi, bây giờ cha gửi tặng cho chúng con cái máy nha. Nhà con có máy chưa? Chưa. Chưa, đây gửi cái máy cho con. Đây gửi cho con cái móc khóa lòng thương xót. Rồi gửi tặng cho con cái đề can Đức Mẹ với Chúa để con dán vào tập của con nha. Đây, đề can Đức Mẹ, đề can Chúa. Và gửi tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Đây là đấng mà Chúa đã thương chúng con. Mặc dù mẹ chúng con là người không bình thường, mẹ chúng con bị người ta lừa gạt, mặc dù chúng con không có một người cha chính thức, nhưng có Chúa là người cha yêu thương chúng con nha. Rồi con về con nói với mẹ là nếu mà mẹ mà không có tiền đóng tiền học thì nói đến đây để cha đóng tiền học cho con nha. Dạ. Rồi nếu mà cần cái gì thì đến đây cho lo cho chúng con để chúng con học nha, để mốt thành ma sơ nha. Dạ. Nha. Chịu không? Chịu không? Chịu. Chịu to lên chịu không? Chịu. Rồi chịu. Rồi con nói cảm ơn Chúa. Nói hallelujah. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Cho thấy hai đứa bé nó quá sức là dễ thương. Nếu mà không có lòng thương xót Chúa, nếu không có bàn tay của những người gì thì chắc chắn là hai đứa đó nó không ra đời được. Người ta đã bóp chết nó từ trong trứng nước. Để ngày hôm nay hai đứa ăn uống thiếu thốn, thiếu hết mọi sự, nhưng rất trẻ, rất đẹp, rất khỏe, rất dễ thương và rất thông minh, múa hát rất là tự nhiên. Các bạn ca đoàn mai mốt có lên nhớ múa như vậy nha. Rồi các em mai mốt, rồi thiếu nhi cũng của giáo điểm tin mừng, được những em như thế này thật là tuyệt vời. Hallelujah. 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 Rồi chào chúng con đi về chỗ nha.